Đừng nghỉ luôn là được hả Hoàng Lâm ạ? À? Tôi mà tôi nghỉ nghỉ thật là sẽ thế nào đây? Có phải là nếu mà ban chồng nghỉ thật thì Lý Chi Yen sẽ bị mất đi một nhân tài, sẽ mất đi một người em. À rồi rồi, Zuka sẽ mất đi một senpai. À, Phu Chan sẽ mất đi một người em dễ thương. À, anh Gia Vị sẽ mất đi một đứa ăn hại. À, mọi người, tất cả mọi người sẽ mất đi một người bạn đáng yêu. Ừ, đúng rồi. Thì sẽ mất fan à? Đừng nói thế.